Đành rằng là con cũng sai. Nhưng mà con không giả ốm để bắt mọi người phải phục vụ con hay là quỵt tiền của ai hết. Con chỉ muốn mọi người trong gia đình quây quần vui vẻ với nhau thôi. Hoang đường. Chuyện như thế mà cũng có thể suy diễn được. Mà cái đứa tin ý thì càng tệ hơn. Mọi người chỉ trích con như thế nào con không quan tâm. Nhưng mà còn anh Đạt ấy, con đã ở với anh ấy hơn 10 năm. Tính con như thế nào thì anh ấy phải hiểu rõ chứ. Tại sao anh lại đối xử với con như thế? Khốn kiếp. Đã thế, tôi phải tìm hiểu việc này cho nó ra nhẽ. Cả nhà nó phải xin lỗi con gái tôi. Còn con, cứ ở đây với bố mẹ. Chừng nào mà nhà họ chưa xin lỗi, không về, lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi, ly dị. Kìa ông phải bình tĩnh để xem thế nào đã chứ. Lúc nóng giận, làm sao mà để ý lời ăn tiếng nói được. Cả bà nữa, lúc nào cũng dĩ hòa vi quý. Mình nhẫn nhịn mãi, người ta được đà lấn tới. Lúc nào họ cũng coi họ là cửa trên, sai cũng không chịu nhận. Tôi xin ông đấy, cứ sồn lên. Con gái tôi đẻ ra, trang bị cho nó đến tận răng, từ bé đến giờ có dám động tay động chân đến nó đâu. Thế mà về nhà họ, họ coi như rơm như rác, không thể chịu nổi. Bên nhà chồng con gọi ạ. Con nghe đi, có bố ở đây rồi, không sợ. Để xem ý họ thế nào nào. Lên gác nghe đi con, bố mày đang nóng. Vâng, con xin phép. Kìa ông đừng làm loạn lên nữa. Ngồi xuống, uống nước đi cho hạ hỏa này. À, nghe đi. Mẹ ơi. Cá heo à, mẹ đây con. Mẹ đừng bỏ đi. Cá heo ngoan, mấy hôm nữa rồi mẹ sẽ về đón con. Hai mẹ con mình sẽ ở với nhau nhá. Không cần ai hết. Con phải ngoan. Mẹ nghe lời mọi người đấy. Tôi nhớ đi ngủ sớm với con. Nhưng con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ cái heo của mẹ lắm. Nhưng bây giờ mẹ chưa về được. Hay là con bảo bố xin lỗi mẹ nhé. Bố xin lỗi mẹ đi. Cái heo. Nói chuyện thế được rồi, chào mẹ đi. Bố xin lỗi mẹ đi. Tắt cái máy đi. Bố đánh đòn bây giờ đi. Bố là xấu tính, bố đánh con. Cái thằng này. Nhưng con cũng chẳng sợ đâu. Con vừa nói cái gì? Bố đánh con á? Anh Đạt, anh quá đáng vừa thôi. Anh đánh tôi chưa đủ, bây giờ anh còn đánh con nữa. Kìa bố. Cá heo, cho ông nói chuyện với bố con. Anh Đạt, tôi biết anh đang có ở đó. Tôi nói cho anh biết, giờ này anh xuất hiện trước mặt tôi thì anh như đó. Bố. Anh dám đánh con gái tôi à? Anh dám đánh nó à? Con gái tôi đúng là còn có một số khiếm khuyết. Tính nó bốc đồng, bộp chộp, làm cái gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Thế nhưng nó là một đứa tốt bụng, tử tế, hết lòng tận tụy vì nhà chồng. Có vất vả nó cũng không dám kêu ca. Vậy mà vừa mới xảy ra một cái chuyện rất nhỏ, cả anh và gia đình nhà anh quay lại chỉ trích nó. Đến mức nó tủi thân phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh lại còn đụng chân đụng tay với nó nữa. Anh có còn là người nữa không hả? Quá. Con tôi nó không với tới được. Tôi nói cho anh biết, con tôi nó chưa tiêu một xu nào của nhà anh cả đâu. Anh tưởng mình là người có học à? Nhìn lên thì chưa bằng ai đâu. Chúng tôi nể trọng là vì tình cảm, là vì con gái chúng tôi. Anh lại nghĩ rằng anh muốn gì được nấy à? Không có đâu. Tôi nói luôn, nếu anh và gia đình nhà anh không có lời chính thức xin lỗi con bé, không bao giờ tôi để cho nó quay trở lại nhà anh nữa. Chấm hết. Ông để chúng nó bỏ nhau ông mới chịu à? Bỏ thì bỏ, sợ gì mà không bỏ. Nhà này sẵn sàng nuôi con son
cho đến hết đời không cần phải làm cái gì cả.